Em xin chào cả nhà. Em hôm nay đã có mặt ở tại Tây Ninh. Và hôm nay em đi sang bên này là có một nhiệm vụ đặc biệt của một người đại gia sang quay bán hai chiếc máy cày xịn xòa đẹp. Thì em đã lên video rồi. Bây giờ trên đường về thì em thấy một dàn người đẹp đứng đây nè. Đấy, cái quốc lộ này là quốc lộ 22 quý vị nha. Quốc lộ 22 này, đường đi xuống thành phố Hồ Chí Minh này. Còn núi Bà đây quý vị này. Núi Bà này, em kêu núi Bà này này, đó. Đây là núi Bà. Đấy, em đang đứng đây. Thì em đứng cách xa lắm, em không biết nữa. Và em không biết đường này đường nào. Nhưng mà bây giờ em review luôn. Em đếm này, một cái mọc này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sáu cái mọc. Thì trong cái đó ba cái lớn và ba cái nhỏ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy cái. Một cái mọc nhỏ xíu kia đó 15. Thì bây giờ em ra em quay xem gây bán giá bao nhiêu. Rồi bắt đầu em hỏi giá để em báo cho các bác nha. Ai cần thiết thì mua nha. Thì đây là em nói là đây là mọc mới hết. Thì nhân tiện thì em thấy người ta để bán thì em quay cho các bác. Thì vào phân khúc nào các bác điện hỏi em. Đấy, thì đây là người ta dục quá trời luôn này. Mà em dám hỏi người ta chửi. Bây giờ em quay. Đấy, để các bác biết rằng là cái giá mọc mới nó như thế nào và cái giá mọc cũ nó như thế nào, đúng không? Đấy, thì giờ em quay cái này coi. Quay từng cái một. Đây. Đấy các vị. Đấy. Đây nè. Đấy, hôm nay em quay luôn cho nó rõ ràng cho các bác nhìn thấy luôn. Đó. Đây, một dàn mới hết nha. Đóng hết, đồng tốc hết toàn bộ. Đồng tốc. Đây. Đây em này là. Đây nha, đây. Đây em này đây. Đây. Đấy, đồng tốc hết. Em đoán mọc này là 2m3, 1m, 2m3 là rộng 2m4 luôn. Em đo thử coi nhá. Đàn ông này 1 2 3 4 5. Rồi 1m. 2m4. Lọt lòng 2m4. Đấy, cao là 1m5. Cao 1m6. Dài 4m5. Đấy. Dài 4m5. Đấy. Đồng tốc. Đây quý vị. Để một dàn mới cáo luôn. Đấy. Thì em quay lên cho cả nhà. Ai vừa phân khúc nào điện cho em 0394 76 78. Em sẽ. Nhưng mà em chưa biết giá nha. Em chủ nhà đang ngủ lúc này 12 giờ trưa. Đấy. Thì bây giờ em chưa biết giá. Vỏ này thì cũng đã mòn rồi. Đây là răng. Đấy. Thì bây giờ em một loạt em quay cho các bác. Đây có cả bứng sau luôn. Đấy. Em lên với các bác tay giò coi mọc mới mọc cũ bao nhiêu nhá. Đấy. Rồi mời một cái nhá. Rồi xong, đến cái thứ hai. Cái này đều thắng người hết quý vị nha. Thắng người hết. Đấy. Rồi đến cái thứ hai đây, cái này nhỏ hơn. Cái này chiều này 3m5. Đây em đo cái nào, 1m này. 1 2 3 4 5 1m. 2m, 3m5. Cái mọc này 3m5. Đây mọc này 3m5. Đấy. Ôi. 3m5 đây, chữ A đây. 3m5 dài, 3m5 rộng, 2m2. Đấy. Cái mọc này là mọc lớn. Mọc bên kia mọc lớn. Rồi đến cái mọc này, mọc nhỏ có đây. Đấy có cái số luôn này. Mọc có số luôn nhá. Đây để em hỏi số 11. Đây. Số này số 11. Cái mọc số 11 này là em đây. Có thắng luôn, có cả ti bên đầy đủ. Và ấy đôi, bánh đôi.
Chiều ngang là 2 mét. Chiều ngang 1m9. Dài 2m rưỡi. Cao 90 phân. Hai cái bằng nhau. Cái 11, cái 12. Cái 12 này là không có ấy. Cái 12 này là mặc lết. Mặc lết. Cái 12 này mặc lết. Rộng 1m rưỡi. Rộng 1m6. Dài 2m rưỡi. Rồi cái 14 này đồng tốc luôn. Cái 14 đồng tốc. Rộng 1m8. Dài 2m rưỡi. Dài 3m. Dài 3m. Đấy. Đấy. Đây. Là một loạt luôn. Thì em quay như thế này là đã có số trong này rồi. Các bác nào thích cái nào thì điện cho em, em hỏi giá cho các bác sang mua. Đây. Còn cái này này 1m. Đây 1m1. Loạt lòng. Dài 2m. Dài 2m 1m. Dài 2m2. Đây. Cái này cái nhỏ. Đây. Cái này cái nhỏ. Đấy. Số 15. Rồi đến cái 13 này. Này là đồng tốc luôn này. Đây đồng tốc. Đây. Và cái này là đều coi như là vĩ đại luôn. Cặp vỏ mới. Đấy cặp vỏ. Đấy. Rồi đồng tốc tất cả thắng hơi đầy đủ. Đấy cái này là em nói các bác thì sơn phết lại nha. Hàng cũ sơn phết lại chứ không phải là hàng mới 100%. Em nhìn là em nói. Em nói các bác vậy. Đây cao là 2m2. À cao 2m. Cao 1m9. Rộng 2m4. Dài 3m rưỡi. Đấy một dãy. À quên, em đang chụp hình. Rồi em xin dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Ai có nhu cầu thì em đã quay điện hỏi. Số 13, số 15, số 14, số 12, số 11 và số 10. Số 10 và số 9. Tất cả các số. Rồi em xin dừng tại đây nhá. Xin chúc các bác mạnh khỏe, một bình an, gặp nhiều may mắn. Và em tiếp tục lên đường. Đây xem kia. Đấy. Rồi xin chân thành cảm ơn cả nhà.